Tu chân giả tại dị thế tầm 142 Mấy đạo thân ảnh đáp xuống Có một vị lão đạo tay cầm phất trần Thân mặc đạo bào có vẻ tiên phong đạo cốt Hai người bên cạnh là Xích Tinh Hoàng Long Đạo Nhân Sau lưng còn có Na Tra theo hầu Hãy ất trần nhân Xích Tinh Hoàng Long Đạo Nhân Chẳng phải ba người các ngươi cũng tới đó ư ừ. Sao nào các người cũng muốn tới đây tìm bảo vật sao Vân Tiêu khẽ con mày lạnh lùng cất tiếng nói Vân Tiêu tiền tử bọn ta chỉ là rảnh rỗi không có gì làm nên đến xem náo nhiệt thôi. Còn bảo vật ấy à, ta thấy hỗn độn tử vực cũng bình thường thôi, tối đa chỉ có một chút thiên tài, tài điệu mà thôi. Thái ất trần nhân phe phẩy vất trần các tiếng nói. Sau đó nhớ mày nhìn lại, có tam tiêu tiên tử ở nơi đây rồi, nếu bên trong thật sự có bảo vật thì bọn họ xem như gặp phải kình địch. Thật sao? Vậy bọn ta xin đi trước một bước nha. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lập tức ra hiệu ý bảo quỳnh tiêu và bích tiêu đi theo ba người lập tức hóa thành ba đạo cầu vồng bay vào trong hỗn độn tử vực na tra người nói ngạo tuyết cũng vào hỗn độn tử vực này ư Sinh tinh đứng phía sau hỏi thăm na tra mười năm trước Sinh tinh đã biết được xích ngạo tuyết đang ở hồng hoang chiến trường na tra biết rõ sư mùi xích ngao tuyết đang ở hồng hoang chiến trường thì đã lập tức báo ra ngoài Mầm sư bá đúng là như vậy đấy ạ Sư muội đã vào đó cùng với nhạc thành đạo hữu rồi. Ngoài ra còn có lang lễ và long cát công chúa nữa. Na tra hành lễ trả lời xích tinh. Nhạc thành xích tinh nghi hoặc trầm tư, không tiếp tục hỏi thêm một điều gì nữa. Na tra, điều ngươi nói với ta lúc trước là thật ư. Thầy ất trần nhân cúi đầu hỏi Na tra. Sư phụ, đệ tử nào dám nói dối? Ba người bọn nhạc thành lang lễ và long cát công chúa thật sự đã giết chết 35 thiền tướng. Bọn họ sở hữu hảo thiên tháp. Nàng lễ đã là cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ. Trong tay nhạc thành còn sở hữu một thanh bảo kiếm với trình độ công kích thần khí trở lên. Nhưng là bảo kiếm gì thì đệ tử cũng không nhìn rõ. Nà trà lại cung kính đáp lời. Không ngờ hảo thiên môn lại có người thế này. Xem như là không tệ rồi. Nhưng động tính lần này quá lớn. E là lần này thiên đình sẽ không bỏ qua rồi. Thái ất trần nhân như có điều suy nghĩ sâu xa. Sư đệ, Chẳng phải sư phụ đã từng nói định thần kiếp sắp tới rồi sao? Ta thấy đây chính là định thần kiếp rồi đấy. Tốt nhất là chúng ta đừng có nhúng tay vào thì hơn. Chúng ta có khăn lắm mới tránh được phòng thần kiếp. Đừng để bị cuốn vào định thần kiếp lần này. Xích tình cất tiếng nói. Không sai, định thần kiếp sắp tới. Chúng ta cứ lo cho bản thân mình thì hơn. Bây giờ cứ vào hỗn độn từ vực này trước đã. Hoàng Long Đạo Nhân lắc từ búi tóc, bộ răng trông có vẻ khôi hài. Nà tra, chúng ta vào trước thôi thái ất trần nhân đói cùng với xích tinh và hoàng long đạo nhân hóa thành ba đạo cầu vồng cùng tiến vào trong hắc động dẫn vào hỗn độn từ vực cùng tiễn sư phụ sư bá na Trà thi lễ mãi cho tới khi ba người biến mất ở lối vào thì mới thẳng lưng đứng dậy lập tức biến mất ngay tại chỗ đám người liên minh ma đạo ở phía xa tới cường giả liên minh tiên đạo thì đều bị dọa toát mồ hôi đây đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong liên minh tiền đạo. Nếu họ mà ra tay với điền minh mà đạo, thì hậu quả khỏi nghĩ cũng biết. Nhưng dường như các cường giả chân chính đều ăn ý không nhúng tay vào tiền mà đại chiến. Chỉ cần không có cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma ra mặt, thì bên còn lại cũng sẽ không cử cường giả thật sự ra mặt. Hai bên đều hiểu rõ, nếu cường giả chân chính ra tay thì sẽ có một bên bị hủy diệt. Còn người của hai phe tiên ma trên hồng hoang chiến trường bây giờ tối đa cũng chỉ có thể xem là pháo hôi mà thôi. Đại chiến thật sự vẫn còn đang trong quá trình xúc thế. Cường giả chân chính ra tay, nhất định sẽ mang tới một kích mang tính hủy diệt cho đối phương. Sau khi ba người xích tinh, Hoàng Long Đạo Nhân và Thái Ất chân Nhân đi vào hỗn độn tử vực, bên phía tiền bình ma đạo cũng xuất hiện mấy vị cường giả toàn thân phát ra ma khí ngập trời, lập tức xông thẳng vào hỗn độn tử vực. Một ngày sau, trước mặt ba người nhạc thành lang lễ và long cát công chúa xuất hiện một tia sáng yếu ớt một lúc sau cuối cùng ba người cũng nhìn thấy ánh sáng chỉ là ánh sáng rất mờ nhạt thôi xung quanh cứ như bị mây đen che phủ một cỗ khí thức hỗn độn bao vây xung quanh ba người khí thức cường hãn tới mức khiến cho nhạc thành cảm giác được pháp lực trên người của mình đều bị không gian này hút hết ra bên ngoài rồi nhạc thành lập tức hoảng sợ hỗn độn từ vực này đúng là đáng sợ mà hắn vội vàng ổn định pháp lực trong cơ thể. Lúc này mới miễn cưỡng áp chế pháp lực bị hút ra, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi. Dường như Nhạc Thành đã hiểu ra tại sao tu vi giả dưới đại la kim tiên đều bỏ mạng như vậy. Những người có tu vi tiên bình tiên đạo và la tiên đại ma đều không thể chống đại lực hút ở hỗn độn từ vực này. Pháp lực trong cơ thể bị hút hết, khi gặp phải nguy hiểm đương nhiên chỉ còn đường chết mà thôi. Nhạc Thành dõi mắt đánh giá không gian trước mắt. Tầm nhìn ở nơi này rất thấp. Nhạc Thành thi triển pháp lực, cũng không nhìn rõ những địa phương cách đó Năm ngàn thước. Xung quanh rất là hỗn loạn, bị hỗn độn khí thể bao trùm. Một mảnh ký tức tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Cảm giác đầu tiên của Nhạc Thành chính là chẳng lẽ đây là địa ngục cửu u ư, ư. Bởi vì trong không gian chẳng hề có chút sinh khí nào hết. Xung quanh chỉ toàn mây mù hỗn độn. Ba người dè dặt tiến lên, nếu bị đám mây hỗn độn kia bao trùm, muốn thoát khỏi đó, may mắn thì chỉ tốn chút áp lực là được. Xui xẻo thì vĩnh viễn đều không thể thoát ra. Chủ nhân hãy cẩn thận một chút. Ta từng nghe lão chủ nhân nói rằng hỗn độn từ vực này vô cùng đáng sợ. Khắp nơi đều ẩn dấu sát khí. Thỉnh thoảng lại có cả hỗn độn phong bạo. Nên bị cuốn vào trừ khi hỗn độn tam thiên ma thần hoặc là ban cổ đại thần tới đây. Mà không thì cũng chỉ có thể chờ chết trong đó mà thôi. Hơn nữa lão chủ nhân còn nói, không chừng trong này còn có hỗn độn dị thú do hỗn độn sinh ra, sau biết bao nhiêu năm tháng. Nếu gặp phải hỗn độn dị thú thì chỉ có nước bỏ mạng. Thực lực của đám hỗn độn dị thú kia cực kỳ mạnh, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Làng lễ nói với Nhạc Thành, mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành nói, lòng thầm nghĩ những gì đang để nói cũng chưa chắc không rõ. Hỗn độn tử vực này cũng đúng là nguy hiểm trùng trùng, nhạc thanh dùng thần điểm tìm kiếm xem xung quanh có bảo vật gì không bảo vật do hỗn độn vô tận sinh ra bình thường đều vô cùng kinh nhân những thứ đó đôi khi cũng chỉ dựa vào cơ duyên bảo vật càng lợi hại thì đều tự mình chọn chủ những bảo vật do hỗn độn sinh ra bình thường đều sẽ có chút lý trí không chấp nhận rơi vào tay của kẻ yếu trong hỗn độn từ vực trên không có trời dưới không có đất chỉ có một vùng hư không căn bản không có chỗ đặt chân thỉnh thoảng lại có vài đám mây hỗn độn bay tới. Ba người nhạc thành tránh trái tránh phải, thoát khỏi nguy cơ trong đường tờ kẽ tóc. Nếu như bị đám mây hỗn độn cuốn lấy, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không qua bao lâu, sau khi ba người nhạc thành đi vào trong hỗn độn từ vực, năm người tam tiêu tiên tử, xích tinh, hoàng long đạo nhân và thái ất trần nhân cũng lần lượt đi vào trong hỗn độn từ vực này. Sau đó là những siêu cấp cường giả của liên minh ma đạo nối gót theo sau một ngày sau lại có thêm không ít cường giả liên minh ma đạo và tiên đạo tiến vào hỗn độn tử vực khí thức của những người này cũng đều là cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma ngoài ra cũng có không ít cường giả lạ mặt tiến vào đây hình như là khí thức cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu cường giả đi vào hỗn độn tử vực đều vô cùng đáng sợ tất cả người của hai phe liên minh tiên đạo và liên minh ma đạo trên chiến trường hồng hoang đều bắt đầu tụ tập bên ngoài hỗn độn tử vực ngày thứ ba đi vào hỗn độn tử vực. Ba hôm nay, đám mây hỗn độn kia liên tục bay về phía đám người của Nhạc Thành với quy tích khác nhau. Tốc độ cũng không có quy luật gì hết, rõ ràng đang cách xa hơn ngàn thước. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến ngày trước mặt của ba người. Đám mây hỗn độn kia cũng có cái hơn vạn thước, bao phủ diện tích rất lớn. Những đám mây hỗn độn nhỏ hơn chỉ ở chung quanh lại trực tiếp hội tụ lại với nhau, tạo thành một đám mây hỗn độn lớn hơn màu tránh ra cũng may ba người nhạc thành cũng không phải kẻ yếu thân ảnh trong nhánh mắt đã biến mất ngay tại chỗ may mắn tránh được đám mây hỗn độn khổng lồ kia rồi nguy hiểm thật đấy lòng các công chúa không sợ trời không sợ đất cũng bị dọa cho biến sắc nếu bị cuốn vào trong đó thì có trời mới biết sẽ như thế nào làng lễ có phát hiện ra cái gì không nhạc thành hỏi làng lễ ba ngày nay ba người vẫn không có thu hoạch gì hết bẩm chủ nhân vẫn không có gì làng lễ cất tiếng đáp, thân niệm của hắn cũng không đi được bao xa. Bà hôm nay vẫn không có phát hiện gì mới. Nhạc thành, ngươi nhìn kia, phía trước là cái gì thế? Lòng cắt công chúa đột nhiên, lớn tiếng gọi nhạc thành. Không gian phía trước có một cái bóng đèn đang lơ lửng mà bay tới. Bóng đèn kia lững thững trồi tới. Ba người nhạc thành đều kinh ngạc, há hốc bồm. Đây là một cỗ thi thể. Xem khí tức còn sót lại trên người, thì hẳn là một tu vi giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Ba người cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của người này, căn bản không biết người này chết ra sao. Toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vẫn bình thường, chỉ là trong não hải không còn nguyên thần nữa, đồng thời trong cơ thể cũng không có chút pháp lực nào hết. Chắc là bị hút hết pháp lực, sau đó là nguyên thần thoát ra khỏi thân thể. Long cát công chúa suy đoán, không đúng, nếu nguyên thần thoát ra thì thà dùng nguyên thần khống chế thân thể còn dễ rời khỏi hỗn độn từ vực này hơn. Đây chính là tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chủ nhân có thể là hắn gặp phải nguy hiểm nào đó hoặc đã bị hỗn độn dị thú thôn phệ pháp lực và nguyên thần rồi. Làng đế kiểm tra một lượt rồi nói với Nhạc Thành. Chẳng lẽ trong hỗn độn từ vực này thật sự có hỗn độn dị thú ư? Trong lòng của Nhạc Thành chịu nặng, chỉ mong mình không gặp phải hỗn độn dị thú kia bằng không thì sẽ phiền phức to nơi này có hỗn độn dị thú cũng không có gì lạ lạ năm tháng dài đằng đẵng hỗn độn đương nhiên sẽ sinh ra không ít hỗn độn dị thú chúng đều là sinh mệnh thể hỗn độn do hỗn độn sinh ra khi xưa bàn cổ đại thần cũng đã ở trong hỗn độn biết bao nhiêu lâu mới thức tỉnh mà Làng đế cười cười nói chúng ta phải cẩn thận hơn mới được nhạc thành nói ra mà kệ thế nào đi chăng nữa Nhạc Thành cũng không muốn đụng mặt đám hỗn độn dị thú kia. Gặp chúng thì xem như cựu tử nhất sinh. Chủ nhân, gặp phải hỗn độn dị thú cũng không phải là không có chỗ tốt. Lặng lẽ nói với Nhạc Thành. Lòng các công chúa trừng Nhạc Thành một cái rồi nói. Mặc dù là hỗn độn không gian mới có khả năng có hỗn độn dị thú, nhưng có mấy người có thể có cơ hội gặp được nó cơ chứ? Mẫu thần ta từng tìm kiếm trong những hỗn độn tử vực cao cấp khác, nhưng chưa bao giờ gặp hỗn độn dị thú cả, Tìm hỗn độn dị thú ư? Chẳng lẽ hỗn độn dị thú cũng là bảo vật ư?" Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Cũng có thể nói là bảo vật, hỗn độn dị thú là do hỗn độn sinh ra, có sinh mệnh chi thể, là vì có sự tồn tại của đạo, tuy không phải đại đạo gì, nhưng cũng là một loại thần thông bờ đầu, mà một, một con hỗn độn dị thú và hỗn độn sinh mệnh đều gần như là sở hữu một loại thần thông mới. Hỗn độn dị thú lợi hại, thậm chí còn có thể thành thần thông khai mở linh chính nữa đấy. Hỗn độn dị thú giết chết đối thủ thì có thể thôn phệ pháp lực và thần thông của đối thủ. ban cổ đại thần khi xưa có thể khai thiên tích địa thành tiểu vô tượng đại đạo thần thông cũng là vì hắn đã thôn phệ được 2.100 viễn cổ tam thiên ma thần. Chỉ có 100 ma thần cuối cùng trốn thoát mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Lăng lẽ hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Đương nhiên, Hiện tại thực lực của hỗn độn dị thú trong hỗn độn tử vực tuyệt đối không thể sánh với thực lực của ba ngàn ma thần trước kia, nhưng ít nhất cũng sở hữu một loại thần thông mở đầu trên người. Thần thông đó ẩn chứa lính ngộ của chúng về một loại đạo trong thiên địa. Nếu giết chết sinh bệnh thể của hỗn độn dị thú thì linh ngộ đạo tích lũy bao nhiêu năm trên người của nó có thể bị người ta luyện hóa. Nói không chừng lại từ đó có thêm một loại thần thông. Người nói xem đây có phải là bảo vật hay là không? hóa ra là như vậy. Cuối cùng Nhạc Thành cũng đã hiểu ra sinh mệnh thể của hỗn độn dị thú đến từ đạo. Chúng đã sinh mệnh thể sinh ra từ lĩnh ngộ đạo trong hỗn độn không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu có thể lĩnh ngộ ra được một loại thần thông là có thể khai mở ra linh trí. Loại hỗn độn dị thú đã có linh trí này tuyệt đối vô cùng cường đại. Lúc này, ở một chỗ khác trong không gian, ba đạo thân ảnh uyển chuyển dừng lại giữa không trung, đúng là tam tiêu tiên tử xinh đẹp tuyệt trần. Sư tỷ đến giờ vẫn chưa có phát hiện gì. Nói không chừng, trong này không có bảo vật tiền thiên gì cả. Đâu phải hỗn độn tử vực nào cũng có bảo vật đâu. Quỳnh Tiêu tiên tử cất tiếng nói. Sư muội chuyện này cũng cần phải có cơ duyên. Không có cơ duyên, dù bảo vật có ở ngay trước mắt thì người cũng chưa chắc đã lấy được. Vân Tiêu tiên tử nói với Quỳnh Tiêu tiên tử. Trong mắt đầy vẻ dịu dàng, trong lòng biết rõ, vị sư muội này của mình lúc nào cũng nóng vội như thế Sư tỷ, chúng ta tìm thêm một chút nữa đi. Bình tiểu tiền tử mỉm cười Các tiếng nói. Dung nhàn tuyệt mỹ tỏa ra ánh sáng. Khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung một phần mười vẻ đẹp của nàng. Loại xinh đẹp này khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám sinh ra ý đồ xấu xa. Đẹp đến mức thần thánh. Ba người nhạc thành đã đi trong hỗn độn tử vực này hơn nửa tháng rồi. Hỗn độn tử vực này không rõ rộng bao nhiêu. Dùng thần điểm thăm dò, nhạc thành cũng không thể nhìn thấy chỗ dừng chân nào trong nửa tháng nay ba người cũng nhìn thấy bốn cỗ thi thể hai cái là đại la kim tiên hậu kỳ một cái là vô thượng thiên ma hậu kỳ còn một cái là vô thượng thiên ma sơ kỳ nguyên nhân tử vong đều giống nhau điều này khiến cho ba người suy đoán không biết có phải bốn người kia đã gặp phải cùng một con hỗn độn dị thú hay không cẩn thận một đám mây hỗn độn nháy mắt bay tới đám mây lớn hơn một vạn thước Ba phủ trước mặt cả ba người. Ba người đã quen với những đám mây hỗn độn bất ngờ xuất hiện này rồi. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện một lần nữa, thì đã đứng ở phía sau đám mây hỗn độn kia. Nguy hiểm thật, làm ta giật cả mình. Lòng các công chúa cất tiếng nói. Cẩn thận, lòng các công chúa vừa nói xong, thì làng lễ đã thét lớn. Cùng lúc đó, một năm mây hỗn độn khổng lồ hơn 10 vạn trượng đã trực tiếp bao phủ cả ba người. Chết tiệt, lần này phiền toái to rồi. Nhạc Thành thầm mắng, thật không ngờ phía sau đám mây hỗn độn kia lại còn đám mây hỗn độn lớn hơn bị vây bên trong mây hỗn độn. Nhạc Thành lập tức cảm giác như rơi vào trong vũng bùn vậy. Toàn thân cao thấp, căn bản không có chút khí lực nào, dường như mây hỗn độn này chuyên môn khắc chế pháp lực vậy. Yêu rồi, ta không có nhúc nhích được, cứu mạng, cứu mạng. Lòng cắt công chúa bị dọa cho hoàng sợ, càng rãi rụa thì càng lún sâu hơn bình tĩnh đừng có nhúc nhích. nhạc thành thét lớn một tiếng nhạc thành cũng cảm thấy mình càng dãi giụa thì càng bị lún nhanh và sâu hơn trong đam mê hỗn độn này hệt như là một bãi cát đang đún xuống vậy làng lễ người có cách gì không nhạc thành quay sang hỏi lang lễ lúc này nhạc thành cũng không còn cách nào khác chỉ có thể hỏi lang lễ mà thôi chủ nhân ta cũng không còn cách nào khác hạo thiên tháp cũng không chịu hoán được lang lễ nói với nhạc thành Lăng đệ thi triển pháp lực thân hình vừa mới lớn hơn một chút thì đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ mà ép xuống không xong rồi thần đông đỉnh cũng không thể triệu hoán được sắc mặt của nhạc thành cũng tái nhợt ban đầu ở trong không gian loạn lưu của truyền tốc trận do không thể thi triển pháp lực nên mới không thể triệu hoán hảo thiên tháp và thần đông đỉnh bây giờ có pháp lực cũng không thể triệu hoán thần đông đỉnh trong cơ thể của bọn họ một cỗ áp lực cực lớn đến từ mấy hỗn độn ảnh hưởng tới mô hình phong bế cả thần nông đỉnh rồi. Màu nghĩ cách gì đi, bằng không chúng ta sẽ thật sự chết ở đây mất. Lòng các công chúa cười khổ cân tiếng nói, trong lòng vô cùng hoảng loạn rồi. Để ta thử xem nào. Nhạc thành lập tức tập trung thần điểm, thi triển không gian xuyên Việt trong không gian thần thông. Thần ảnh lập tức ngã xuống, cách đó vài chục thước. Chết tiệt! Nhạc thành thầm mắng một tiếng, mặc dù không gian xuyên Việt rất là hữu dụng, nhưng mỗi lần thi triển trong mây hỗn độn, thì lại tiêu hao còn nhiều hơn cả một lần thi triển tru tiên. Các người đừng có nhúc nhích để ta kéo hai người ra ngoài. Tốt sâu gì không gian xuyên Việt cũng có tác dụng. Nhạc thành công chút do dự mà lập tức thi triển không gian xuyên Việt tới bên cạnh lòng các công chúa. Kéo lòng các công chúa một cái. Sau đó lại thi triển không gian xuyên Việt tới sau lưng làng lễ lại kéo hắn một cái. Sau vài lần dùng không gian xuyên Việt liên tục thì cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám mây hỗn độn khổng lồ kia nguy hiểm thật, may mà thoát ra được rồi. Sắc mặt của Long Cát công chúa trắng bệch, nếu thật sự không ra được thì rắc rối to, có khi lại bị nhốt trong đó cho đến chết ấy chứ. Đúng như vậy, may mà chủ nhân có không gian thần thông, bằng không với ta cũng bất lực. Làng lễ cũng thở phào một hơi rồi nói, người còn không mau mau buông tay ta ra. Nhạc thành đang định nói gì đó, thì đột nhiên bị Long Cát công chúa lườm tóe cả lửa. Lúc này mới nhận ra là khi nãy mình chỉ nghĩ đến việc kéo người ra khỏi mây hỗn độn nên vẫn luôn nắm tay lòng các công chúa không buông. Nhạc thành từ từ buông tay của nàng ra rồi cất tiếng nói Được thôi, để lần sau người mà bị vướng vào nữa thì ta không thèm cứu người đâu. Người... Lòng Cát công chúa trừng nhạc thành một cái cũng chẳng nói thêm gì nữa chỉ vội vàng rụt tay về hai gọi má thì ửng hồng lên. Hình như có động tĩnh gì đó. Nhạc thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường hình như trong không gian xung quanh có một vài động tĩnh khác lạ. Không ổn rồi, mau chạy thôi. Nhạc Thành vừa nói xong thì đang để lập tức thét lớn. Nhưng đúng lúc này, có một con dị thú khủng bố lớn ít nhất ba phản thước ở phía sau, bất ngờ đánh úp về phía ba người bọn họ. Thân thể cao lớn của nó áp không mà tới, trên người tràn ngập khí tức từ thời viễn cổ. Đầu lớn như núi, bốn chân như trụ trời, hai mắt sáng như sao, toàn thân được lân giáp dày đặc bao phủ chạy mau chạy mau nhạc thành đầu tiên thi triển kìm lòng chi thể và phong đôi xí chạy đi trời ơi chúng ta gặp phải hỗn độn dị thú thật rồi lòng cắt công chúa nháy mắt cũng được tiên quang bao phủ quanh người thân ảnh nhanh chóng vọt đi tốc độ của ba người đều nhanh tới cực hạn mà trong số ba người thì tốc độ của nhạc thành là nhanh nhất vì đã thi triển phòng đôi xí tới cực hạn phòng đôi xí có thuấn di chỉ trong nháy mắt đã lướt ra hơn ngàn dặm tốc độ của lang lễ và long cát công chúa thì không kém nhau là bao rõ ràng long cát công chúa đã thi triển là bài tẩy gì đó bằng không tốc độ chẳng thể nào bằng lang lễ được nhưng nhạc thành cũng chỉ nhanh hơn lang lễ một chút mà thôi còn hỗn độn dị thú ở sau lưng sẽ rách không gian đuổi theo nhanh như chớp thân hình vô cùng khổng lồ tốc độ cực kỳ nhanh luôn bám sát theo sau lưng ba người nhạc thành mau mau chạy hết tốc lực đi Nhạc thanh quát lớn, ba người tiếp tục chạy thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn gặp phải từng đám mây hỗn độn phải né tránh. Nhưng hỗn độn dị thú lại không hề bận tâm tới đám mây hỗn độn kia. thân thể to lớn trực tiếp tổng nát mây hỗn độn, từ từ rút ngắn khoảng cách với ba người nhạc thành. Sư tỷ hình như bên trái có động tĩnh gì đó. Một chỗ khác trong không gian, Bích Tiêu Tiên Tử nói với hai người Vân Tiêu Tiên Tử và Quỳnh Tiêu Tiên Tử. Đi nào, chúng ta đi xem một chút. Vân Tiêu Tiên Tử mở miệng nói. Tiếp theo, ba thân ảnh xinh đẹp nháy mắt đã biến mất giữa không gian. Mà lúc này, trong một nơi khác, ba người xích tinh, hoảng long đạo nhân và thái ất chân nhân đều ra sầm mặt mày, lập tức tùng người xông thẳng về phía trước. Đồng thời, ở bên trong hỗn độn tử vực vô biên vô tận, cũng có không ít cường giả phát hiện động tĩnh bên này. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tung người đi thẳng về một hướng. Sau lưng của nhạc thành, một con quái vật khổng lồ liên tục xé rách không gian phóng tới thân hình khổng lồ khiến không gian chấn động lúc này nó còn cách ba người nhạc thành chưa tới một vạn dặm tổng thể thân hình của con quái vật khổng lồ này giống như là kỳ lân nhưng khí tức lại hung hãn hơn rất nhiều đôi mắt sáng rực như ngôi sao kia nhìn chằm chằm vào ba người nhạc thành cái mũi thì phỉ ra một cột hơi nóng rẫy hóa thành hai dòng xoáy không gian tốc độ của nhạc thành từ từ chậm lại là lúc bị vướng vào mây hỗn độn nhạc thành đã tiêu hao không ít Này một đường tuấn di cấp tốc như thế tiêu hào cũng không hề nhỏ một chút nào tốc độ dần dần chậm lại bắt đầu chạy song song với hai người lang lễ và long cát công chúa đúng rồi tại sao chúng ta phải chạy chứ nhạc thành đột nhiên nói với lang lễ và long cát công chúa chẳng phải gặp được hỗn độn dị thú là chuyện tốt ư tại sao lại phải chạy thục mạng làm gì nghe nhạc thành nói vậy Làng lễ và lòng cát công chúa đều gần ra. Lòng cát công chúa mới nói, làng lễ bảo chạy nên ta chạy thôi. Ta thấy còn hỗn độn dị thú đó thì hết hồn nên bỏ chạy đó mà. Làng lễ nói với vẻ, vẻ vô tội. Nếu cứ tiếp tục chạy thì sớm muộn gì, chúng ta cũng bị nó bắt thôi. Chẳng thà liều mạng với nó còn hơn. Nhạc thành cắn rằng nói, Mà người điên thủ, nó không chừng còn có thể giết chết con hỗn độn dị thú này. Được thôi, chúng ta liều mạng với nó nào. Lòng cắt công chúa trả lời, pháp quyết trong tay lập tức đánh ra, thân hình dừng lại ngay tức khắc. Mà lúc này, hai người lang lễ và nhạc thành cũng đã dừng lại rồi. Toàn lực tấn công đi nào. Nhạc thành không nói hai lời, cũng không biết thực lực của con hỗn độn dị thú này ra sao, nên trực tiếp cầm hiền viên kiếm trong tay. Một cỗ khí thức hồng hoang cổ xưa lập tức tàn ra, ngàn vạn kiếm quang đan xen vào nhau, tạo thành một kiếm ảnh hoa sen xé rách không gian, đánh về phía hỗn độn dị thú gào một tiếng lăng lễ hóa thân thành bản thể năm cái lợi trảo của chân trước chụm lại năm luồng yêu khí mềm mông tản ra lăng không bột trào khiến cho không gian vặn vẹo đánh thẳng về phía con hỗn độn dị thú kia phao quyết trong tay lòng cát công chúa biến ảo nhị lòng kiếm xuất hiện hai đạo kim quang hóa thành hai con cự lòng xé rách không gian ập về phía con hỗn độn dị thú kia thân hình của con kim long lớn hơn hai vạn thước hai con kim long chiếm diện tích không hề nhỏ nhưng đứng trước mặt con hỗn độn dị thú kia thì vẫn cách biệt hệt như là người lớn và trẻ con vậy. Ba đòn công kích cường hãn phá hủy hư không, đánh cho không gian xung quanh vỡ nát. Ba cỗ công kích này đều vô cùng cường đại, đặc biệt là đòn tấn công của lang lễ. Dưới một trảo của lang lễ, không gian trước mặt hỗn độn dị thú lập tức bị chém nát. Những đám mây hỗn độn lớn nhỏ hơn trăm thước ở xung quanh cũng nháy mắt hóa thành sương máu. Chỉ nghe gào gào mấy tiếng, lúc này hỗn độn dị thú cũng gầm lên một tiếng quanh người tỏa ra một luồng quang mang quỷ dị phủ kín năm vạn dặm xung quanh lúc này lại có một màn quỷ dị xuất hiện công kích của ba người nhạc thành Làng lễ và long cát công chúa đánh trúng không gian kia thì đều lập tức dội ngược lại đúng là không thể tin nổi chỉ thấy kiếm ảnh hoa sen do nhạc thành đánh ra giống như bị thời gian đảo nghịch từ từ quay ngược lại mà một trảo của lang lễ cũng nhanh chóng bật ngược trở về không gian vặn vẹo dường như cũng đã khôi phục hai con kim long do nhị long kiếm của long cát công chúa hóa thành cũng biến thành hai thành đoạt kiếm lúc này ba người nhạc thành làng lễ và long cát công chúa đều trợn mắt há mồm không khỏi hít sâu một hơi đây là hỗn độn dị thú gì đây tại sao lại mạnh tới cỡ này cơ chứ gào một tiếng tiếng gầm của hỗn độn dị thú xuyên thấu không gian đánh nát một mảnh hư không thân hình khổng lồ kia như thuấn di chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt ba người nhạc thành hạ cái miệng rộng như chậu máu kia cắn về phía của ba người nhạc thành chủ nhân mau chạy đi làng lễ thét lớn một tiếng trên hàm răng nanh sắc bén có hai đạo lô điện xé rách hư không đánh về phía con hỗn độn dị thú kia Lô điện lóe lên liên tục kéo dài ngàn trượng lôi trụ chống ngang trời đây chính là thiên phú công kích của làng lễ là đòn đánh mạnh nhất của làng lễ Hỗn độn dị thú thấy công kích của làng lệ đánh tới thì nhanh chóng há miệng, phun trong một đạo khí lưu khổng lồ. Khi lưu phun ra, thần quang tỏa ra xung quanh khiến cả không gian quay cuồng. Đám khí lưu ào ào ập tới, hệt như thiên hạ trút nước. Một cỗ khí tức hỗn độn hồng hoang khổng lồ nháy mắt bao trùm khắp nơi, khiến cho cả hư không chấn động và bắt đầu lắc lư. Từng tiếng nổ lớn vang lên liên hồi, hư không xung quanh nhưng bị một cỗ lực lượng cường đại kỳ lạ nào đó đánh nát. Từng vết nứt hư không đáng sợ, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, một quả quang cầu màu xanh lớn hơn vạn thước do khi lưu mình bồng hóa thành đã va chạm với hai đạo lồi điện của nhạc thành. Chính nghe ẩm ẩm mấy tiếng, một cậu uy áp phổ thiền cái địa giáng xuống, cái thiên địa càn khôn đồng loạt chấn động, không gian nháy mắt đã sụp đổ. Quang cầu khổng lồ kia nổ tung xong thì hai đạo lồi điện lại do lang lễ đánh ra cũng biến mất giữa không gian. Cảm ứng được lực lượng cường đại của con hỗn độn dị thú này và áp lực khổng lồ đến từ cỗ cự lực từ chín tầng trời giáng xuống kia, sắc mặt của Nhạc Thành không khỏi chấn động. Thực lực của con hỗn độn dị thú này đúng là đáng sợ. Lang lễ, cẩn thận. Nhưng cũng đúng lúc này, Nhạc Thành hoảng sợ thét lớn, chỉ thấy bên trong hỗn độn khí thể đã phát nổ kia lại có một cỗ hỗn độn khí thể lớn hơn ngàn thước chưa biến mất nhanh chóng vọt ra tấn công chính nghe bùm bùm mấy tiếng sau một loạt tiếng nổ kinh thiền động địa hôn độn khí thể kia đã nhánh mắt đánh lên trên người của lang lễ thân thể to lớn của lang lễ bị đánh bay ngược ra sau mấy vạn thước miệng liên tục phun ra máu tươi chết tiệt chúng ta mau chạy thôi nhạc thành gọi long cát công chúa sau khi thu hồi hiền viên kiếm thì nhánh mắt đã thi triển không gian xuyên việt trong không gian thần thông để mà bỏ chạy Lòng các công chúa lúc này cũng vô cùng chấn động. Ngay cả lang lễ cũng không phải đối thủ của nó. Nàng lại càng không dám chống cự. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, nhanh như một tia chớp. Lang lễ, người không xào chứ? Thân ảnh của nhạc thành nhanh chóng lóe lên, dùng không gian xuyên Việt tới bên cạnh lang lễ. Lúc này lang lệ đã thu hồi bản thể, khoe miệng dính đầy máu tươi. Chủ nhân, chạy, chạy mau đi. Lang lệ quát lớn, sau mặt lúc này đã trắng bệch. Tự lực mạnh như hắn, mà mới trúng một chiêu đã phải trọng thương. Thực lực của con hỗn độn dị thú này lợi hại tới mức khủng khiếp. Chúng ta cùng đi thôi. Nhạc Thành đỡ lấy lang lễ, thân ảnh nháy mắt đã dùng không gian xuyên Việt để chạy ra ngoài. Còn hỗn độn dị thú ở sau lưng đuổi theo không dứt, thân thể cao lớn đã bị phá hủy không gian đuổi theo. Chỉ là nơi này đang ở trong hỗn độn, không gian bị phá hủy chỉ trong nháy mắt đã bị hỗn độn khí thể bao vây lấy. Nhạc Thành, mau lên, nó sắp đuổi kịp rồi. Lòng các công chúa thét lớn, hỗn độn dị thú chỉ cách chưa tới 5.000 dặm. Chỉ cần ba người dừng lại một giây thôi, cũng sẽ bị con hỗn độn dị thú đó chặn được mất. Chệt tiệt, phía trước là cái gì kia? Cách đó mấy vạn dặm, tam tiêu tiền tử khựng lại giữa không trung, nhìn động tĩnh phía trước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lại có thêm bà đạo thân ảnh, từ trên không hạ xuống, đúng là xích tinh, hoàng long đạo nhân và thái ất trần nhân. Ba người lúc này cũng đã chú ý tới dị tượng phía trước, sắc mặt lập tức kinh ngạc không thôi. Tam tiểu tiền tử, xích Tinh, đạo trưởng, Hoàng Long đạo trưởng, gặp được mọi người thật là tốt quá, mau lên, bảo vật ta tặng cho các ngươi đã tới rồi kia kia. Trước vẻ kinh ngạc của đáp người Tam tiểu tiền tử, xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân và Thái Ất chân nhân, ba người bọn Nhạc Thành lách mình một cái đã tới bên cạnh bọn họ. Nhạc Thành mặt mày trắng bệch, bất ngờ gặp được năm thân ảnh quen thuộc ở trước mặt, thì giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng chạy tới chỗ họ. Gào một tiếng, nhạc thành vừa mới tới, tiếng gào của hỗn độn dị thú đã nối gót theo sau. Nó xuyên qua không gian lào tới, chỉ trong nháy mắt đã tới sau lưng của bọn họ rồi. Là hỗn độn dị thú, màu tấn công. Xích tình biến sắc, không kịp chào hỏi nhạc thành, luống cuống tay chân vẫn không quên trừng mắt nhìn nhạc thành một cái rồi quát lớn. Âm dương kính trong tay lập tức xuất động, căn bản không dám chủ quan âm dương kính vừa ra, một luồng sáng đỏ phóng thẳng lên trời cao, không gian vỡ nát. Âm dương kính này cũng là bảo vật cấp bậc thần khí, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh phong trong số thần khí. Gần với thượng cổ thần khí luôn, uy lực của nó khi được xích tinh thổi động thì đương nhiên là sẽ vô cùng kinh người. Hỗn độn tàn ma kiếm, thái ất trần nhân cũng biến sắc, thu hồi phất trần, trong tay lập tức xuất hiện một thanh cổ kiếm tràn ngập khí tức hỗn độn, pháo quyết vừa đánh ra, thanh cổ kiếm kia lập tức bay lên trên không trung kiếm trùng màu xanh bay thẳng lên trời trực tiếp cắm vào không gian cửu thiên bào la uy áp khổng lồ tỏa ra từng tầng biến thành vô số làn sóng lan rộng ra xung quanh hư không chấn động liền hồi từng vết nứt không gian hỗn độn xuất hiện càng ngày càng dày đặc hơn cuối cùng nối lại với nhau tạo thành một kiếm độn khủng bố vô cùng quỷ dị thành hỗn độn tản ma kiếm trong tay thái, thái ất trần nhân cũng là một thần khí Vốn dĩ trấn sơn chi bảo của kim quang động càn khôn sơn của thái ất chân nhân chính là cửu long thần hỏa tráo. Nhưng trong phòng thần kiếp, vì bảo vệ đồ nhi na tra, nên thái ất chân nhân đã cho hắn toàn bộ tiên khí của mình, bao gồm cả cửu long thần hỏa tráo này. Nòng ngờ sau khi cửu long thần hỏa tráo rơi vào trong tay của na tra thì lại bị tổn hại trong phòng thần kiếp, uy lực còn không bằng càn khôn quyền và hỗn tiên lăng. Cửu long thần hỏa tráo vốn là thần khí có uy lực lớn nhất, còn mạnh hơn cả âm dương kính của Xích Tinh. Về sau, Thái Ất Trần Nhân mới lấy được hỗn độn tàn ma kiếm này từ chỗ sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có trình độ thần khí, chỉ là thua âm dương kính của Xích Tinh một chút mà thôi. Nhưng không thể không nói, Thái Ất Trần Nhân là người tốt tính nhất trong siền giáo. Điều bầu chút chính là không được bắt nạt đồ đệ nà trà của hắn. Nếu ai dám ức hiếp nà trà, vị Thái Ất Trần Nhân tốt tính này sẽ lập tức trở mặt. Lục trước vì đầu đệ Na Tra bị giết chết, nên Thạch Cơ Nương Nương trong xiển giáo luôn tới gây sự với Na Tra. Vì Thái ất trần nhân này, tức giận nên đã cầm cửu long thần hỏa tráo, đuổi đánh Thạch Cơ Nương Nương khắp cửu trùng thiên. Cuối cùng thu Thạch Cơ Nương Nương bao cửu long thần hỏa tráo. Từ đó về sau, nếu ai dám bắt nạt Na Tra, thì cũng phải nghĩ xem mình có đối phó với Thái ất trần nhân hay là không. Lúc này Thái ất trần nhân thi triển hỗn độn tàn ma kiếm, kéo ra một cái kiếm động khủng bố chém thẳng về phía hỗn độn dị thú không gian ở giữa lập tức sụp đổ mà lúc này hoàng long đạo nhân cũng đã trực tiếp hóa thành bản thể ngũ trảo kim long bản thể của hoàng long đạo nhân chính là ngũ trảo kim long chi thể dưới sự giúp đỡ của nguyên thủy thiên tôn đã thành tiêu quả tiên vị bản thể vô cùng cường hãn nên bản thân không có tiên khí gì cả tiên khí bình thường hắn đều là thấy chướng mắt tiên khí có trình độ thần khí cũng không có món nào xem như người nghèo nhất trong số 12 đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại do thân là dị tộc, nên trong 12 đại đệ tử của siển giáo, Hoàng Long Đạo Nhân chưa bao giờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng dụng. Nói cách khác, trong số 12 đại đệ tử siển giáo, Hoàng Long Đạo Nhân là người phải sống kiếp con kẻ nhất. Lúc này, Hoàng Long Đạo Nhân biến thành bản thể, uy áp đầy trời giáng xuống, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, vô cùng trói mắt. Hào quang từ không trung chiếu xuống, thân hình gũ trảo khổng lồ uốn lượn quanh hư không. Nhạc Thành nhìn thấy bản thể của Hoàng Long Đạo Nhân thì cũng kinh ngạc không thôi. Bản thể của Hoàng Long Đạo Nhân này cũng giống như Kim Long trong hạo thiên tháp của mình, đều là ngũ trảo Kim Long. Lúc này ba đạo công kích cực mạnh đều đánh về phía thân hình khổng lồ của hỗn độn dị thú. Lực công kích của Thái Ất Trần Nhân rõ ràng mạnh hơn Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân một chút, cũng mạnh hơn làng lễ rất là nhiều. Gào một tiếng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hoàng Long đạo nhân nhìn thấy có công kích đánh tới thì gầm lên một tiếng, sau đó thời gian lập tức đảo lưu, trong miệng cũng phun ra một đạo khí tức hỗn độn khổng lồ. Tên ảnh to lớn của nó phá toái hư không, đánh mạnh về phía ba người xích tinh, thay ất trần nhân và bản thể của Hoàng Long đạo nhân. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, không gian chấn động dữ dội, ba người xích tinh, thay ất trần nhân và bản thể Hoàng Long đạo nhân trực tiếp bị đẩy lùi hơn vạn thước khóe miệng cũng rỉ máu ra. Còn hôn độn dị thú kia giống lớn một tiếng, thân hình cũng rung nhẹ một cái, dường như công kích của ba người cũng không đủ để nó đặt vào mắt. Mà nháy mắt sau đó, còn hôn độn dị thú kia cũng trực tiếp đánh về phía tam tiêu tiên tử, cách đó hai vạn dặm. Thân thể cao lớn trong nháy mắt đã đến trước người của tam tiêu. Cẩn thận đấy, còn hỗn độn dị thú này tu luyện thời gian trì đạo, khó đối phó nhất đấy. Sang mặt của vân tiêu tiên tử lập tức trầm xuống, Tân hình nhánh mắt đã kéo ra một đường phòng cung uyển chuyển. Pháp Quyết trong tay đã đánh ra. Lúc này, hai người Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng di chuyển theo. Pháp Quyết trong tay, Ngọc đồng thời đã biến hóa. Ba người cùng thôi động một món tiên khí hình cây kéo. Tiên khí này phá tối hư không, hóa thành hai con dao long khổng lồ. Hai con dao long kia phá hủy hư không, xông về phía con hỗn độn dị thú nọ. Kìm rào tiễn cũng là thần khí nhỉ. Nhạc Thành nhìn kim giao tiễn trước người của tam tiêu tiên tử. Đệ tử diện giáo tiệt giáo này lấy ra toàn là thần khí thôi. Ngay cả đệ tử đời thứ ba của diện giáo cũng toàn là dùng thần khí. Trong tay của Na Tra cũng có đến mấy món thần khí còn gì. Lúc này, nhạc Thành đại thầm nghĩ, không biết nên bao giờ Hạo Thiền Bồn mới có thể giàu có như thế. Ngay cả đệ tử đời thứ ba cũng được phần cho vài món thần khí. Tới lúc đó sẽ không còn ai dám chọc đệ tử Hạo Thiền Bồn nữa chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng sau một tiếng nổ kinh thiên hai con sao long trên không trung đã bị đánh nát giữa không trung mà con hỗn độn dị thú khổng lồ kia lần lượt trúng công kích của đám người lang lễ nhạc thành lòng cát công chúa xích tình hoàng long đạo nhân và Thái ất trần nhân sau đó lại bị tam tiêu tiền tử trấn công thân thể cao đớn phải rút lui mấy ngàn thước nhưng tam tiêu tiền tử cũng phải lùi lại mấy ngàn thước một kích liên thủ của ba cửu thiền huyền tiên lại không thể làm gì được hỗn độn dị thú nhạc thành lúc này sắc mặt trắng bệch vội vàng ra hiệu bảo lang lễ và lòng cát công chúa lùi lại phía sau bây giờ nhạc thành chẳng muốn có thần thông gì đó nữa hiện tại trên người của hắn vẫn còn tam đại thần thông và tru tiên diệt mà kiếm quyết vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ vẫn là giữ mạng quan trọng hơn vân tiêu tiền tử chúng ta liên thủ có được không dịch tình lau đào vết máu ở khóe miệng xem bộ dạng thì chắc là bị thương không nhẹ. Sau mặt tái nhợt, vội vàng nhét vài viên đan dược vào trong miệng. Thái ắt trần nhân thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hoàng Long Đạo Nhân trông có vẻ như không hề ấn gì. Ngũ trào kim long chi thể, lực lượng phòng ngự của thân thể còn mạnh hơn cả xích tinh và thái ất trần nhân. Xích tinh, liên thủ thì không thành vấn đề, nhưng nếu giết chết thì đó thuộc về ai Vân tiêu tiền tử hỏi hỗn độn dị thú liên quan đến việc lĩnh ngộ của một loại thần thông. Đây mới là vấn đề mà mọi người đều muốn. Cái đó thì tính là của sống người chúng ta. Tới lúc đó, nếu ai muốn lấy thì đưa bảo vật ra đổi. Người thấy thế nào? Sinh tình do dự một lúc rồi nói với vân tiêu tiền tử. Được rồi, vậy thì điên thủ thôi. Vân tiêu tiền tử gật đầu đồng ý. Hỗn độn dị thú đang ở trước mắt. Sau người cũng biết đây chính là bảo vật vô cùng quan trọng đừng nhìn là ai cũng sẽ không từ bỏ rồi. Lúc này, Vân Tiêu Tiên Tử cũng không có thời gian do dự nữa, còn hỗn độn dị thú kia đã tấn công thêm một lần nữa. Xung quanh thân thể cao lớn của nó chính là hỗn độn khí lưu hội tụ lại cùng với nhau. Một đạo hỗn độn khí trong miệng hóa thành cột sáng bắn thẳng tới, cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian cũng phải ầm ầm chấn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ sẽ không bay tới. Còn hỗn độn dị thú này mạnh thật, xích tình tử, các người cũng đừng giấu nghề nữa. Vân tiêu tiên tử quát lớn một tiếng, sau đó lại tiếp tục thổi động kìm xào tiễn mà tấn công. Lúc này, pháp quyết trong tay thái ất trần nhân biến hóa, hỗn độn tàn sát ma kiếm trước người, hóa thành một đạo thần quang. Kiếm khí cuộn cuộn bốc lên cao, thần quang lập tức tỏa ra đầy trời, ngàn vạn kiếm quang đan thành một cái hố trời mà không ai có thể vượt qua được. Chỉ trong nhánh mắt đã đánh tới chỗ hỗn độn dị thú chỉ nghe gào một tiếng. Hoàng Long Đạo Nhân lại hóa thân thành ngũ trảo kim long khổng lồ, thân hình bay lên trên cao, ngũ trảo co đại, quang mang màu vàng trói mắt lóe lên liên tục bao quanh thân thể. Hoàng Long Đạo Nhân há miệng phun ra một đạo long tức, chỉ trong nháy mắt, long tức đã bắn ra trăm ngàn trượng, âm âm đánh về phía hỗn độn dị thú. Lúc này, sinh tình tử cũng tập trung ứng đối, âm dương kính trong tay lại được thôi động một lần nữa, một đạo hồng quang phóng thẳng về phía con hỗn độn dị thú kia. Hồng quang xuyên thủng trời cao, không gian rung chuyển như sắp sửa vỡ nát tới nơi. Hỗn độn dị thú cũng há miệng gào lớn, trên thân thể chi chít đần giáp kia tràn ngập thần quang, giống như không quan tâm đòn sát thủ của mấy vị siêu cấp cường giả này cho lắm. Thân thể cao lớn của hỗn độn dị thú đạp phá hư không, va chạm với đòn tấn công của sáu người còn lại. Nhạc Thành đứng ở phía xa, nhìn sáu người kia giao thủ với hỗn độn dị thú mặc dù hai người xích tinh và hoàng long đạo nhân chỉ có tu vì thực lực đại la kim tiên hậu kỳ nhưng thực lực của bản thân họ đã vô cùng kinh khủng lúc này nhạc thành tự cảm ứng mới biết được cho dù lăng lễ đụng độ hai người này thì cũng không chiếm được bất kỳ ích lợi nào huống hồ gì tới giờ hai người này vẫn chưa dùng hết toàn lực chắc là còn chưa dùng tới cả lá bài tẩy thật sự ra mà thấy tu vì thực lực của tam tiêu tiền tử xong nhạc thành cũng vô cùng kinh sợ thực lực của ba người này rõ ràng cao hơn lang lễ rất nhiều không biết đã đến cửu thiên huyền tiền yêu hậu kỳ hay là trung kỳ nữa nhưng bây giờ xem ra ba người kia vẫn chưa dốc hết thực lực ra thực lực của thái ất trần nhân cũng không thua kém tam tiêu tiền tử là mấy cũng mạnh hơn cả xích tinh tử lẫn hoàng long đạo nhân rất nhiều nhạc thành lúc này cũng không định đi quá xa có sáu cường giả này liên thủ hỗn độn dị thú cường hãn dường như cũng bị áp chế xuống trong lúc nhất thời hai bên đều rằng co với nhau. Giữa không trung, hỗn độn dị thú khổng lồ bỗng giơ chân lên, đạp xuống một cái, không gian mấy ngàn thước dưới chân lập tức sụp đổ. Một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đánh về phía bản thể của Hoàng Long đạo nhân. Chỉ nghe bùm một tiếng, một tiếng nổ lớn diễn ra, Hoàng Long đạo nhân bị một cỗ lực lượng kia chấn động cho run rẩy. Chỉ cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng khổng lồ đập thẳng vào mặt, thân thể bị chấn động phải liên tục lùi lại phía sau ngũ trào kim long khổng lồ bị chạy mà hất ra khỏi vòng chiến, chỉ để lại một mảnh hư không thôi. Gào một tiếng, hỗn độn dị thú ngẩng đầu thét lớn một tiếng, phóng thích toàn bộ pháp lực của bản thân ra. Một cỗ pháp lực khổng lồ tới mức không thể tin nổi, bắt đầu điên cuồng ào ra xung quanh. Không gian quanh người có bị một cỗ cự lực đánh nát. Cái miệng rộng của hỗn độn dị thú hít mạnh một cái, không gian liên tục chấn động, âm âm vỡ thành từng mảnh nhỏ lại được một cỗ lực lượng bao la duy trì để nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Sau đó lại sụp đổ rồi khôi phục, cứ lặp đi lặp lại như thế liên tục, đồng thời cỗ lực lượng khổng lồ kia cũng bao trùm xung quanh ba người tam tiêu tiên tử. Chính nghe ẩm ẩm mấy tiếng, xong mấy tiếng nổ kinh thiên, thân hình của tam tiêu tiên tử lại bị đánh bay mấy ngàn thước, sau mặt cũng trở nên tái nhợt. Thái ất trần dần, cách không nắm tay lại, phong quyết trong tay biến đổi, hỗn độn đồ ma kiếm lập tức phát ra kiếm quang màu xanh chói lóa tỏ ra khắp không gian hỗn độn lóe ra một đạo kiếm khí sắc bén khiến kẻ khác sợ hãi kiếm khí lớn đến hai mươi vạn thước chém nát cả một vùng không gian kiếm khí kéo dài không ngớt hóa thành một dòng khí mênh mông chỉ trong nháy mắt đã chém về phía con hỗn độn dị thú kia gào một tiếng lúc này toàn thân của hỗn độn dị thú lại phát ra hào quang sáng chói một vài đạo kiếm quang ở không gian xung quanh đánh xuống, lại rút đến hai phần rưỡi. Rõ ràng chỉ trong nháy mắt nữa là có thể đánh lên người hỗn độn dị thú, nhưng lúc này lại mất đến hai hơi thở mới có thể đánh lên người hỗn độn dị thú. Quan trọng nhất là, trải qua thời gian ngăn cản này, kiếm quang chỉ còn lại chừng hai ngàn thước, uy lực đã giảm bớt đến bảy thành. Đây là điều khiến người ta khó mà tin nhất. Kiếm khí do hỗn độn đổ mà kiếm của thái ất trần nhân chém ra, có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Lực lượng cường đại không ngờ đã bị lực lượng quỷ dị của hỗn độn dị thú hóa giải hơn phần nửa. Kim quang trực tiếp chém lên trên người hỗn độn dị thú cũng khiến cho lân giáp trên người hỗn độn dị thú bị chém qua một đường. Nhưng với thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú mà nói thì vết rách này chẳng khác gì một lỗ kim nhỏ đâm lên đầu ngón tay người ta. Lúc này hỗn độn dị thú lại nổi giận, thân thể cao lớn trong nháy mắt rung chuyển trên không gian từ từ vỡ nát, hư không lập tức bị nghiền nát hoàn toàn. Một cỗ khí tức khổng lồ đột nhiên bùng phát lên, chân trước của nó dờ lên, dẫm mạnh xuống một cái. Xích tinh tử xa sầm sắc mặt, hồng quang trên âm dương kính bắn ra, Chị trong nhánh mắt đã đón lấy một cước của hỗn độn dị thú. Hai đạo hào quang nhánh mắt va chạm với nhau, thân thể của xích tinh tử chấn động âm âm. Chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, xích tinh tử lùi lại liên tục ba bước mới miễn cưỡng đứng vững được hồ khẩu của bàn tay cầm âm dương kính cũng bị nứt ra, run rẩy không thôi, gần như không thể cầm đổi âm dương kính nữa. Chính nghe gào một tiếng, lúc này hỗn độn dị thú cũng rút lui mấy ngàn thước, thân thể cao đớn tông nát vài đám mây hỗn độn. Dưới sự liên thủ tấn công của sáu người, hỗn độn dị thú này cũng chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Gào một tiếng, hỗn độn dị thú lại xông tới một lần nữa, không gian ba mươi vạn dặm xung quanh lập tức rụp đổ tiếng đổ kinh thiên động địa lại vang liên liên hồi. Thực lực của con hỗn độn dị thú này quá mạnh. Ở phía xa, lòng các công chúa kinh ngạc cảm thán lên. Thực lực cỡ này đã đến mức độ vô cùng khủng bố rồi. Lúc này làng lễ cũng cẩn thận quan sát thực lực của mấy người dịch tình tử. Hoàng Long Đạo Nhân, Tam Tiểu Tiền Tử và Thái Ất Chân Nhân trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau với tiếng nổ kinh thiên động địa, trong tay phần tiểu tiền tử xuất hiện một món bảo vật được sương mù màu vàng bao bọc bay lên không trung. Trong sương mù còn có phù văn thần bí bay ra đầy trời. Sương mù không ngừng kêu lên ong ong, xé rách hư không, khiến cho cả không gian đều rung chuyển theo. Đồng thời, ánh sáng vàng kia cũng hóa thành một không gian ba vạn thước. Áp lực khổng lồ đã tạo ra một dòng nước xoáy giữa không gian. Trong dòng xoáy cũng có hảo quang khủng bố trào ra, giống như từng đạo cầu vòng hư không xung quanh từ từ rung chuyển một tia khí tức hỗn độn từ từ đan ra, khí tức kinh thiền động địa. Được lượng công kích cường hãn kia lập tức đánh về phía hỗn độn dị thú, không gian khí lưu âm âm lưu chuyển, khí thế hùng hãn khiến cho Nhạc Thành cũng phải hít sâu một hơi. Đây là Hỗn Nguyên Kim Đấu ư? Nhạc Thành thầm nghĩ, uy lực của Hỗn Nguyên Kim Đấu này cũng không phải là thần khí bình thường, hình như là không thua đám thượng cổ thần khí là bao. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, lần này cuối cùng hỗn độn dị thú cũng bị trọng kích một lần thân hình lập tức lùi lại hơn vạn thước nhưng đúng lúc này nhạc thanh cũng nhìn thấy một màn rất kỳ lạ hình như vừa rồi con hỗn độn dị thú kia tự mình xông lên đỡ lấy đòn tấn công của hỗn nguyên kìm đấu thì phải bởi vì nó không hề đánh trả gào gào hai tiếng nhưng lần này đúng là con hỗn độn dị thú kia đã bị trọng thương nó cũng không hề dừng lại mà lập tức tấn công về phía đám người tam tiêu tiên tử và xích tinh tử mọi người lại hợp sức tấn công. Bích tiêu tiên tử cũng dùng hai tiên khí hình viên cầu, bên trên tỏa ra hào quang chói mắt, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng có thể khiến cho mắt của người khác mù lòa. Đây chính là một món pháp bảo khác của tam tiêu tiên tử, lục mục châu. Cũng giống như là trạc mục châu của thải vân tiên tử, đều là pháp bảo có đẳng cấp thần khí. Lục mục châu trong tay bích tiêu tiên tử hóa thành hai đạo hồng quang chói mắt, chỉ trong nháy mắt đã đâm về phía hai mắt của hỗn độn dị thú. Lúc này, năm người xích tinh tử, hoàng đông đạo nhân, thay ất trần nhân, vân tiêu tiên tử, quỳnh tiêu tiên tử cũng bắt đầu tấn công một lần nữa. Năm đạo công kích cường hãn đánh vỡ không gian ập về phía hỗn độn dị thú. Hỗn độn dị thú không ngừng rít lên, nhưng cũng không thèm để ý tới đòn tấn công của năm người kia. Thân thể cao lớn lập tức tránh né, nhanh chóng lách qua phía bên trái bên phải của năm người. Con nghệ xúc này muốn chạy mau ngăn nó lại đi thái ất Trần nhân thét lớn một tiếng thân ảnh nhánh mắt lóe lên hỗn độn đổ ma kiếm vẽ ra một dãy tường kiếm ngăn cản trước mặt của hỗn độn dị thú công kích của vân tiêu tiền tử quỳnh tiêu tiên tử và bích tiêu tiền tử lại đánh tới trên người còn hỗn độn dị thú này có thời gian thần thông mọi người không thể nào bỏ qua cho nó được hỗn độn dị thú tức giận gầm lớn thân thể cao lớn giống như muốn liều mạng chạy lên phía trước nhưng lại bị thái ất chân nhân và tam tiêu tiên tử bao vây. Muốn chạy, dường như cũng không còn đường để mà chạy. Đúng lúc này, Nhạc Thanh lại càng thấy lạ hơn. Sao bỗng nhiên con hỗn độn dị thú này lại kỳ lạ như thế? Muốn chạy thì cũng phải chạy ra phía sau chứ. Sao lại cứ nhất định về sông lên phía trước như thế? Chỉ nghe ù ù mấy tiếng. Một cỗ khí thức quỷ dị bao phủ khắp cả một không gian, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Cả không gian cũng bắt đầu biến hóa rất khó hiểu không gian bắt đầu rung chuyển, đám mây hỗn độn ở xung quanh bắt đầu rung rung theo. Hỗn độn dị thú càng rung động hơn, thân thể cao lớn điều mạng xông về phía trước. Sau mặt của nhạc thành trở nên khó coi, hắn dõi mắt nhìn quanh, ẩn ẩn cảm thấy như sắp có chuyện gì kinh khủng lắm sắp xảy ra vậy. Trong nháy mắt, phía xa xa bỗng có một mảnh không gian đông nghịt ập tới, giống như bóng tối bao trùm cả mặt đất, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Chạy mau, hỗn độn phong bạo tới rồi. Thái Ất Trần Nhân thét đến một tiếng, trong buôn tấn công hỗn độn dị thú nữa, vội vàng thu hồi hỗn độn đồ ma kiếm, nhanh chóng mà bỏ chạy. Mấy người tam tiêu tiên tử, sinh Tinh tử, hoàng long đạo nhân, lúc này căn bản cũng không để ý mà quan tâm đến hỗn độn dị thú nữa. Thân này chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng đạo cầu vồng bỏ chạy về phía trước. Ba người nhạc thành, làng lễ và lòng cát công chúa đều biến sắc. Trước khi Thái Ất Trần Nhân bỏ chạy, thì ba người cũng đã tung người chạy thẳng về phía trước rồi. Hôn độn phong bạo là nguy cơ cực lớn, chỉ cần bị cuốn vào thì dù là tiên tôn cũng khó mà thoát hiểm được. Chỉ trong nháy mắt, hôn độn phong bạo kia đã ập tới trước mặt mọi người, kéo dài tới vài ngàn dặm, diện tích rộng tới mức phổ thiền cái địa. Hồn độn phong bạo này trực tiếp bao phủ cả không gian, căn bản không còn đường nào để trốn. Ở giữa phong bạo giống như một cơn gió lốc với kích thước lớn hơn bình thường trăm ngàn lần, gió lốc cuốn ầm ầm ánh sáng trong không gian hỗn độn cũng bị nó nuốt chửng nơi mà hỗn độn phong bạo này đi qua tất cả đều bị nuốt chửng và tối đen mọi người nhanh chóng bỏ chạy hỗn độn dị thú cũng không ngoại lệ nó vẫn bám sát theo sau lưng mấy người thái ất trần nhân nhưng tốc độ của hỗn độn phong bạo lại nằm ngoài tưởng tượng của mọi người đứng trước hỗn độn phong bạo tốc độ của các vị cường giả đây chỉ là như trẻ con đang thi chạy cùng với người trưởng thành mà thôi Chính nghe vù vù mấy tiếng hỗn độn phong bạo cuồng bạo âm âm tiến tới cuốn theo mây hỗn độn trên đường đi trực tiếp cuốn luôn cả hỗn độn dị thú mà sáu vị cường giả không thể làm gì được vào trong tiếp theo là hoàng long đạo nhân xích tình tử thái ất trần nhân và tam tiêu tiên tử sau vị cường giả này cũng không thể thoát khỏi hỗn độn phong bạo lúc này sắc mặt của nhạc thành đã trắng bệch lẽ ra mình nên rời khỏi đây sớm một chút nếu đi sớm hơn thì sẽ không như thế này rồi hỗn độn phong bạo ầm ầm ập tới chỉ chớp mắt đã cuốn ba người nhạc thành làng lễ và long cát công chúa vào bên trong bên trong hỗn độn phong bạo chỉ toàn một màn đêm đen thăm thẳm vốn dĩ với mấy người nhạc thành thì ngày hay đêm cũng không khác gì nhau nhưng lúc này lại khác bên trong hỗn độn phong bạo này trước mắt của nhạc thành chỉ toàn một mảnh hắc ám mà thôi tiêu rồi đây là hỗn độn phong bạo lòng cát công chúa sợ hãi cất tiếng nói bên dưới hỗn độn phong bạo cuồng bạo Nhạc Thành cảm giác được một cỗ sức mạnh ngập trời đã bao vây lấy mình. Ngay khi bị cuốn vào hỗn độn phong bảo, thì Nhạc Thành vẫn kịp nắm tay lòng Cát công chúa. Làng lệ có hạo thiên tháp trên người, Nhạc Thành cũng không lo lắng lắm. Trên người lòng Cát công chúa có bảo vật gì hộ thân hay không, thì Nhạc Thành cũng không biết, chỉ có thể chủ động bảo vệ cho lòng Cát công chúa mà thôi. Cỗ sức mạnh khổng lồ kia cuốn phăng mọi thứ, dù lúc này Nhạc Thành đã bố trí kim long chi thể, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này vô cùng là khủng bố, có thể trực tiếp phá hủy lục phủ ngũ tạng của người khác. Lúc này, Nhạc Thành căn bản không có thời gian suy nghĩ, tâm niệm vừa động đã triệu hoán thần nông đỉnh ra. Lúc này lại có thêm một cỗ phong bạo thứ hai ập tới. Nhạc Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức kéo theo lòng cát công chúa đi vào thần nông đỉnh. Nhạc Thanh luôn nắm tay lòng cát công chúa, nên hắn cảm giác được dường như lòng cát công chúa đã bị hỗn độn phong bạo làm cho trọng thương. Sau khi mọi người và hỗn độn dị thú bị nuốt vào hỗn độn phong bạo, hỗn độn phong bạo vẫn tiếp tục đảo qua không gian một lúc nữa, sau đó xung quanh mới khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này mới có 10 đạo thân ảnh từ xa xa bay tới, trên mặt ai đấy đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vừa rồi là hỗn độn phong bạo đúng không? Không biết là ai bị cuốn vào đó nữa, bọn họ đúng là xui xẻo mà. Hơn bởi vị cường giả tiền mà cảm thán, bị cuốn vào hỗn độn phong bạo trên cơ bản đều xem như chết chắc mọi người thở dài một hơi sau đó rời khỏi nơi đây cuối cùng chỉ còn lại một đại hán áo đen đã đảo mắt nhìn quanh sắc mặt vô cùng âm trầm nếu nhạc thành ở đây thì nhất định sẽ nhận ra người này chính là hỗn thế mà vương trong thần đông đỉnh nhạc thành và long cát công chúa xuất hiện trên bệ đá lờ lửng lúc này nhạc thành thật sự không thể không thu điểm kìm lòng trì thể và phong lôi xí sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng vẫn còn vương vết máu còn Long Cát công chúa lúc này đã hôn mê, quay miệng cũng toàn vết máu. Vừa rồi khi ở trong hỗn độn phong bạo, Long Cát công chúa đã bị thương nặng. Bởi vì phòng ngự của Long Cát công chúa không mạnh bằng kim long chi thể của Nhạc Thành. Nhạc Thành móc ra vài viên đan dược nhét vào miệng. Lúc này Nhạc Thành có thể cảm giác được hỗn độn phong bạo kia vẫn đang xoay tròn trên đỉnh của thần Đông Đỉnh. Từng đạo công kích cực mạnh nện thẳng lên thần Đông Đỉnh, nhưng thần Đông Đỉnh vẫn có thể chống đỡ được những công kích đó nhạc thành xem như tạm thời thở phào nhẹ nhõm lúc này nhạc thành mới kiểm tra lòng cát công chúa nhạc thành hiểu rõ lực lượng của hỗn độn phong bạo vừa rồi kim đong chi thể của mình còn không hề có sức sống cự nào phòng ngự của lòng cát công chúa đương nhiên không thể nào đỡ được chết tiệt nhạc thành kiểm tra khí tức của lòng cát công chúa tình trạng của nàng đã vô cùng nguy kịch lục phùng cụ tạng trong cơ thể gần như đã bị phá hủy thế này vẫn chưa là gì chủ yếu là nguyên thần của lòng cát công chúa cũng bị thương, hiện tại đã rơi vào hôn mê, tình hình vô cùng nguy kịch. Nhạc Thành cắn răng đưa một đạo pháp lực vào trong cơ thể lòng cát công chúa, phát hiện lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lòng cát công chúa đã bị phá hủy, kinh mạch đứt đoạn, pháp lực căn bản không thể rót vào được. Huống hồ gì tình trạng của Nhạc Thành hiện tại cũng không ổn, bản thân chỉ còn thừa là một chút pháp lực, thân màng trọng thương. Hết cách, Nhạc Thành đánh nhét vài viên đan dược vào miệng lòng cát công chúa, bản thân của hắn thì bắt đầu điều tức. Mặc dù không có hạo thiên tháp trên người, nhưng có thần đông đỉnh, cũng có linh khí nồng đậm. Mặc dù linh khí không nhiều bằng hạo thiên tháp, nhưng cũng không thua kém gì mấy. Trên đỉnh của thần đông đỉnh, từng cơn lốc của hỗn độn phong bạo không ngừng ánh lên, tạo thành từng tiếng ong ong. Nhưng bản thân thần đông đỉnh là thượng cổ thần khí. Hỗn độn phong bạo này dù rất mạnh, nhưng nhất thời cũng không thể làm gì được thần đông đỉnh. Năm ngày sau, Nhạc Thành mới ngừng điều tức, cũng nhờ dùng không ít đan dược nên vết thương trên người đã khỏi được bốn thành. Mà lúc này, phía trên thần đông đỉnh vẫn còn bị hỗn độn phong bạo tấn công. Sau mặt của Nhạc Thành dần trở nên nghiêm nghị hơn, bây giờ hắn căn bản không cách nào ra khỏi hỗn độn phong bạo này. Cũng không biết thần đông đỉnh có thể chống đỡ được bao lâu. Đây chắc chắn là chuyện nguy hiểm nhất hắn từng gặp qua. Hỗn độn phong bạo này, ngay cả cường giả tiền tôn gặp phải cũng phải đi đường vòng. Thế nào rồi? Nhạc Thành đứng lên đi đến bên cạnh lòng cát công chúa. Sau mặt lòng cát công chúa vẫn trắng bạch như cũ, còn nhợt nhạt hơn cả năm ngày trước. Nguyên thần trong đầu cũng không khôi phục lại, vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Sau mặt của Nhạc Thành càng khó coi hơn, nếu như kéo dài như thế này, chỉ dẫn lòng cát công chúa sẽ không trụ nổi. Thường thế này nặng như thế này, đến cả mình cũng chỉ có thể bất lực thôi. Nhưng Nhạc Thành không thể không cứu. Hắn cố gắng nhập pháp lực vào trong không có ích gì cả. Kinh mạch tắc nghẽn, đến cả pháp lực cũng không có cách nào phá vỡ. Hơn nữa, lục phùng ngũ tạng của Long Cát Công Chúa bị vỡ nát. Nếu không nghĩ ra cách gì, vậy thì ngay cả Hồng Quân Lão Tổ cũng không cứu được đâu. Chỉ có thể làm như vậy. Với tính cách của nàng, khẳng định đến sau này mà tốt hơn, mình sẽ gặp xui xẻo. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Lúc ở huyền thiên đại lục, mình từng cứ mộ dung hiểu hiểu và yêu huyên, chỉ có biện pháp kia, có hơi... Giờ các này, Nhạc Thành cũng bó tay không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể thử một chút xem. Đến lúc đó, mình bị lòng cát công chúa chôn sống, còn tốt hơn việc lòng cát công chúa ngã xuống. Nhạc Thành nhìn dáng người và khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử này, một vẻ đẹp không dính khói lửa nhân gian, dùng nhàn kiểu diễm hơn cả yến hiểu kỳ chúng nữ. Nhìn tiên tử tuyệt sắc hồn mê này, Nhạc Thành lộ ra một tia cười khổ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần làn da trắng như ngọc nhạc thành chậm rãi cởi y phục trên người lòng cát công chúa nhạc thành nhìn dáng người hoàn mỹ của lòng cát công chúa mà lòng rung lên mặc dù là đại la kim tiên nhưng một màn trước mặt này nhạc thành cũng không nhịn được mà tâm thần có chút buông lỏng nhưng lập tức bị áp chế xuống hiện tại là chính là cứu người nhạc thành thầm cảnh cáo chính mình công pháp hợp thể chữa thương này chính là phải tâm lặng như nước chỉ cần một chút sai lầm sẽ khiến cả hai đều gặp rắc rối không nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ mà cởi toàn bộ y phục của mình ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, trên thân thể trắng nõn của Long Cát Công Chúa, được một mảnh quang mang nhàn nhạt bao phủ. Kinh mạch trong cơ thể của nàng đã được Nhạc Thành hỗ trợ chậm rãi chữa trị. Đồng thời Nhạc Thành cũng dùng nguyên thần chi lực của mình chậm rãi đưa vào trong đầu của Long Cát Công Chúa để chữa trị nguyên thần cho nàng. Mà lúc này, Nhạc Thành mới phát hiện, trong đầu Long Cát Công Chúa, vụ lộ cản khôn võng đang hóa thành một tấm thiên võng khổng lồ bao bọc nguyên thần tan vỡ của Long Cát Công Chúa. Nếu không thì Long Cát Công Chúa căn bản không kiên trì được đến bây giờ đâu. Tại chỗ nguyên thần bị vỡ mà sụp đổ, hôn độn phong bạo kia quá kinh khủng và cường hãn. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Ba ngày sau, một tiếng kêu khẽ vang lên từ cái miệng nhỏ xinh của Long Cát Công Chúa. Thân thể của nàng vô thức hơi nhúc nhích một chút, dường như đã khôi phục lại một ít ý thức. Mà lúc này, lòng cắt công chúa đã khôi phục lại chút ý thức, người không khỏi nhấc lên một chút, có thể là phản ứng theo bản năng dán chặt lên người của nhạc thành. Bên ngoài thần nông đỉnh, hỗn độn phong bạo vẫn còn đang tiếp tục. Nhạc thành thử thúc giục thần nông đỉnh rời khỏi hỗn độn phong bạo, nhưng lại phát hiện ra không thể làm được. Sức mạnh của hỗn độn phong bạo quá lớn, vì giúp lòng cắt công chúa chữa thương, bốn thành pháp lực được nhạc thành khôi phục lần lượt bây giờ đã tiêu hao gần như không còn cũng chỉ có thể điều tức lại một lần nữa mà nhạc thành còn đang lo lắng đến chuyện sau khi lòng cát công chúa tỉnh lại sẽ làm gì với mình đây năm ngày sau nhạc thành ngừng điều tức pháp lực cũng khôi phục lại một chút mà lúc này nhạc thành nhìn thấy lòng cát công chúa đã tỉnh lại đang khoanh chân ngồi đó hai tay kết xuất bắt đầu điều tức dường như không có phản ứng nào khác trong lòng của nhạc thành không khỏi cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ long cát công chúa không biết gì sao chuyện này sao có thể trong lòng chợt nghi hoặc nhạc thành nhìn long cát công chúa đang điều tức điều này xác định nàng thật sự không có gì đáng ngại nhạc thành lại tiếp tục điều tức nếu như là muốn có cách đi ra ngoài thì mình phải có pháp lực toàn thịnh mới được trong hỗn độn phong bạo đen kịt sức mạnh khủng bố hung hăng va chạm vào một màn hào quang tam sắc bên trong màn hào quang chính là tam tiêu tiên tử lúc này sắc mặt tam tiêu tiên tử vô cùng tái nhật. Sư muội tam khí thần quang sắp không chống đỡ nổi nữa, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Vân tiêu nói với Bích tiêu và Quỳnh tiêu. Sư tỷ bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hỗn độn phong bạo này quá lợi hại. Bích tiêu tiên tử cất tiếng nói. Sư tỷ dùng thánh nhân trì lực sư phụ để lại cho chúng ta đi. Bà thánh nhân trì lực của ba người chúng ta liền thủ lại, chắc là cũng có thể xông ra khỏi hỗn độn phong bạo. Quỳnh Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Không nhất thiết phải làm như vậy. Hôn độn phong bạo này quá mạnh, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bằng người chúng ta liên thủ lại, thì triển thánh nhân trì lực sư phụ cho chúng ta. Chỉ có thể là thử vận khí xem. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Thân thể ba người lập tức cùng chấn động, thủ ấn trong tay bay lên, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức có một cỗ cảm giác kỳ dị trước này chưa từng có, trải động khắp toàn thân trong nháy mắt. Thần hồng loạn vũ, thức tức bốc lên, khí lãng cuồn cuộn phun trào, âm ầm nổ tung, tầng tầng lớp lớp hư không bị phá vỡ, khắp nơi đều là mảnh vỡ hư không. Phá cho ta! Ba người đồng thời quát lên, trong lúc giơ tay lên, thần quang phát lạnh, dường như là đè ép nửa không trung đều trét run, không ngừng chấn động lên, thiên địa cao thét, ba đạo thần quang liên tiếp nửa ẩn nửa hiện, xuyên thấu qua vô số hư không, thần quang đầy trời không ngừng quay cuồng khí lãng dày đặc giận dữ gầm thét lên thiên địa càn khôn cùng nhau cuồn cuộn và chấn động. Ba lực lượng khủng bố va chạm vào nhau, một mảnh hỗn độn phong bạo hắc ám oành lồi không dứt. Từng cái nứt hư không cực lớn đột nhiên lấy nơi ba đạo thần quang hợp lại làm trung tâm, đàn sen ngang dọc giống như một mạng nhện khổng lồ, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Lực lượng này kinh khủng như bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, không gian lập tức chấn động, toàn bộ hỗn độn phong bạo vô biên dường như ngừng hoạt động, trong khoảnh khắc ấy chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng thần quang tản ra bốn phía hư không xung quanh không ngừng run lên từng vết nứt trên không trung xuất hiện dày đặc chè lấp bầu trời ba đạo thần quang giao nhau tựa như có lực lượng vô biên sinh ra chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ không gian xung quanh hỗn độn phòng bạo vô biên vỡ ra sau đó lại một lần nữa hồi sinh lại